Thưa quý vị, lãi suất huy động vẫn tiếp tục tăng cao đồng nghĩa với chi phí huy động vốn của các ngân hàng tăng cao. Và cũng theo nhiều dự báo, lãi suất huy động đầu năm 2023 có thể lên là 12% một năm nếu thanh khoản của hệ thống ngân hàng chưa cải thiện. Nhưng cùng với áp lực tăng lãi suất huy động, ngành ngân hàng cũng sẽ cố gắng là tiết giảm chi phí hoạt động, không để lãi suất cho vay tăng quá cao. Theo các doanh nghiệp ngành vận tải, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện không ít doanh nghiệp đã phải vay với mức lãi suất 15 đến 16% một năm thay vì mức 14 đến 15% một tháng trước đó. Điều này khiến các doanh nghiệp ngành vận tải khó khăn chồng chất khó khăn. Cách đây chỉ độ khoảng một tháng thôi thì chúng tôi có đưa ra một cái dự báo là lãi suất cho vay có thể đạt tới cái mức khoảng 14-15%, nhưng sau 4 tuần thì cái mục tiêu kỳ vọng ấy nó đã bị vượt qua rồi. Và bây giờ dự báo mới của chúng tôi là nó sẽ phải trên dưới 20% lãi suất về vốn. Nhưng vay được vốn đã là điều đáng mừng. Đơn cử như với doanh nghiệp du lịch này, dù đã rất khát vốn dịp cuối năm nhưng đã bị từ chối cho vay. Chủ doanh nghiệp còn phải chuyển đổi sang thành vay cá nhân, chịu mức lãi suất cao hơn với khoản vay của doanh nghiệp. Ngân hàng cũng nói luôn rằng là sẽ không ưu tiên giải ngân cho các doanh nghiệp du lịch. Bởi vì các doanh nghiệp du lịch là có những cái báo cáo tài chính về kinh doanh ấy, trong 3 năm qua ấy, là hầu hết là đều thua lỗ. Ngoài ra thì doanh nghiệp du lịch thì cũng không có tài sản để bảo đảm thế chấp. Đấy, thành ra rất là khó, chúng tôi đã không thể huy động được với cả tư cách là doanh nghiệp. Và chúng tôi đành phải quay ra một cái hướng là vay. Cũng liên quan đến vấn đề này, trong báo cáo vừa trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, gọi tắt là Ban 4 cho biết, khó khăn về dòng tiền là khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, cần nguồn cung ứng đủ vốn cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tránh đứt gãy nguồn vốn dẫn đến đứt gãy sản xuất kinh doanh. Giờ cái cách gọi là giải ngân ấy, nó vẫn phụ thuộc khá nhiều vào những cái quyết định kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Cho nên là trong cái kiến nghị của Ban 4 thì chúng tôi có một cái điều cuối cùng đã được trình bày với Thủ tướng là rất mong Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với các ngân hàng thương mại để xây dựng những cái gói cho vay ưu đãi mà khuyến khích các cái doanh nghiệp sản xuất, các ngành hàng chủ lực và có tính toán tới cái lực lượng SME để không triệt tiêu cái năng lực của doanh nghiệp ở trong nước. Hiện nay, khá nhiều chuyên gia cũng cảnh báo áp lực từ lãi suất cho vay đè nặng lên nền kinh tế năm 2023. Nếu lãi suất cho vay dao động ở mức 14-16%, doanh nghiệp sẽ phải tăng giá sản phẩm, giảm sức cạnh tranh, làm tăng lạm phát. Nếu lãi suất cho vay tăng cao hơn nữa, doanh nghiệp có thể phải đóng cửa, dừng hoạt động. Đây là vấn đề lớn, chính phủ, ngành ngân hàng cần nghiên cứu giải pháp khắc phục. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay, mới đây, hai ngân hàng đầu tiên đã công bố giảm lãi suất cho vay trong 2 tháng cuối năm. Đây được xem là một thông tin tích cực giúp hạ nhiệt bớt áp lực về lãi suất trong thời gian qua. Đặc biệt, mức giảm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa hơn khi được áp dụng trong 2 tháng cuối năm, vốn được xem là cao điểm nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn 175.000 khách hàng đang vay vốn tại Vietcombank sẽ được giảm tới 1% lãi suất cho vay dịp cuối năm. Tương tự, ngân hàng HD Bank cũng vừa công bố giảm lãi suất cho vay khoảng 43.000 khách hàng từ nay đến cuối năm, mức giảm từ 0,5 đến 3,5% một năm cho cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên như xuất nhập khẩu, nông nghiệp, chế biến chế tạo. Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm lãi suất cho vay có thể chưa lập tức diễn ra đồng loạt, nhưng nhiều khả năng khoảng 2 tháng tới, lãi suất sẽ có nhiều dư địa để điều chỉnh giảm. Đặc biệt, sau khi những ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi vay sẽ tạo động lực cạnh tranh cho các nhà băng khác. Để hỗ trợ cho phục hồi kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã ra văn bản yêu cầu các ngân hàng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng phải chủ động cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 25 tháng 11 của một thùng xăng RON 92 là 91,26 đô la Mỹ, RON 95 là 96,2 đô la Mỹ, giảm so với chu kỳ trước. Còn giá dầu thì về dưới 117 đô la Mỹ một thùng. Chính vì vậy mà ngày mai giá xăng có thể giảm tiếp. Cụ thể, mỗi lít xăng được dự báo giảm 400 đến 700 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ bình ổn. Theo giám đốc một doanh nghiệp đầu mối tại phía Nam,
Tuần qua, giá xăng và dầu thế giới liên tục đi xuống, nên kỳ điều hành mùng 1 tháng 12 tới, giá sản phẩm này sẽ giảm. Giá mỗi lít xăng có thể giảm 400 đến 700 đồng, còn dầu hạ 460 đến 900 đồng. Tương tự, lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở phía Bắc cho rằng giá xăng sẽ về dưới 23.000 đồng một lít, còn dầu về mốc là 24.000 đồng. Tuy nhiên, nếu cơ quan quản lý trích và sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng và dầu có thể chỉ giảm 300 đến 500 đồng một lít. Hai tháng qua, thị trường xăng dầu có nhiều bất cập, diễn ra tình trạng thiếu xăng cục bộ ở một số tỉnh miền Tây, sau đó lan ra cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tình trạng thiếu nguồn cung có nhiều cải thiện, để thị trường xăng dầu ổn định hơn tại cuộc họp vào chiều ngày 27 tháng 11. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không thể điều hành thị trường bằng biện pháp hành chính. Ông lưu ý các cơ quan cần căn cứ vào điều kiện thực tiễn nhưng không điều hành giật cục. Thưa quý vị, từ hôm nay người dùng sẽ phải trả thêm là 1.080 đồng trong mỗi kg ga, tương đương với 13.000 đồng một bình 12kg so với tháng trước. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT khi mua tại các điểm bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cụ thể thì mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng sẽ đội thêm là 13.000 đồng, bật lên 438.000 đồng. Do nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng, sau 6 tháng liên tiếp giá nhiên liệu này giảm sâu, từ tháng 5 đến tháng 10 giảm tổng cộng là 111.000 đồng mỗi bình 12kg. Thì từ tháng 11, tháng 12, nhiên liệu này bước vào mùa tăng giá dịp cao điểm sử dụng năng lượng cuối năm. Công ty Sài Gòn Petro cho biết giá ga tháng 12 tăng là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 650 đô la Mỹ một tấn, tăng 40 đô la Mỹ so với tháng trước. Hiện thì giá ga trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới với nguồn cung nội địa chủ động được khoảng là 60% mức tiêu thụ. Nhiệt độ tại nhiều khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và phía Bắc châu Á đã xuống thấp, vì vậy mà nhu cầu sử dụng nhiên liệu cũng tăng cao hơn vào mùa đông, khiến cho giá ga thế giới tiếp đà đi lên trong tháng 12. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, kết quả xuất khẩu thủy sản trong tháng 11 chỉ đạt 780 triệu đô la Mỹ, đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tiên trong năm nay tăng trưởng xuất khẩu ở mức âm. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, trong tháng 11, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, cá ngừ đều giảm sâu từ 20 đến 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ có mực, bạch tuộc và các loại cá biển xuất khẩu vẫn giữ được tăng trưởng dương, lần lượt là 9% và 6%. Trong giai đoạn đầu năm, đặc biệt là cuối quý 2 và quý 3 năm 2022, xuất khẩu thủy sản liên tục lập kỷ lục với giá trị đạt trên 1 tỷ USD một tháng. Tuy nhiên, sau đó thị trường bắt đầu giảm tốc. Tháng 10, xuất khẩu thủy sản chỉ tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm 2021. VASEP dự báo tình hình tăng trưởng âm sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 12 của năm nay và kéo dài sang cả năm 2030. Nguyên nhân là lạm phát ảnh hưởng nặng nề đến các thị trường nhập khẩu, khiến nhu cầu mua hàng cho giai đoạn quý 1 năm 2023 gần như đình trệ. Nhiều doanh nghiệp thủy sản cho biết đơn hàng sụt giảm mạnh không chỉ đối với các mặt hàng giá cao như tôm sú, tôm chân trắng cỡ lớn, hải sản cao cấp như mực, bạch tuộc, cá ngừ, mà cả các sản phẩm có giá trị vừa phải như tôm cỡ nhỏ, cá tra, cá biển nhỏ, chả cá cũng đều bị giảm đáng kể. Thưa quý vị, Bộ Công Thương lo ngại việc nhập quá nhiều gạo giá rẻ cấp thấp sẽ ảnh hưởng tới sản xuất lúa gạo trong nước nên cần siết lại. Chính vì vậy, cơ quan này đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định 107 ban hành năm 2018 kinh doanh xuất khẩu gạo với điểm mới là thêm quy định quản lý nhập khẩu lúa gạo, nhất là gạo giá rẻ từ các thị trường. Vừa qua, Việt Nam đã nhập khẩu một số loại gạo phục vụ nhu cầu trong nước, nhiều nhất là đến từ Ấn Độ, như sản xuất thức ăn chăn nuôi, nấu bia và dành lượng gạo chất lượng cao hơn cho xuất khẩu. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy vào năm 2020, lần đầu Việt Nam ghi nhận lượng gạo nhập từ Ấn Độ tăng vọt sau nhiều năm với 46.700 tấn, tăng hơn 9 lần so với năm 2019. Vào năm 2021, Việt Nam nhập khẩu là 999.750 tấn gạo, trong đó hơn 72% là gạo Ấn Độ, tương đương với 719.970 tấn, với chủng loại gạo nhập chủ yếu là cấp thấp, gạo tấm và gạo trắng khác. Gạo Ấn Độ phần lớn là phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nước để làm bún, bánh, thức ăn, chăn nuôi, sản xuất bia rượu.
Tuy vậy, nhờ giá rẻ và được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% với gạo từ Ấn Độ, theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, sản lượng gạo nhập từ thị trường này tăng mạnh. Và năm ngoái, thì Bộ Công Thương đã kiểm tra 5 doanh nghiệp nhập khẩu lượng lớn gạo giá rẻ từ Ấn Độ. Việc nhập khẩu gạo giá thấp quá nhiều, không được quản lý, thống kê đầy đủ, khiến cho cơ quan quản lý lo ngại ảnh hưởng tới sản xuất trong nước và gián tiếp ảnh hưởng tới an ninh lương thực. Vì thế mà Bộ Công Thương cho rằng cần có quy định về quản lý nhập khẩu gạo để điều tiết điều hành việc nhập khẩu phù hợp từng thời kỳ. Thưa quý vị, 5 năm trở lại đây, nhiều địa phương dần hình thành những vùng chuyên canh trồng bưởi theo hướng hữu cơ và bưởi da xanh bắt đầu có thương hiệu trên thị trường nhiều tỉnh thành cả nước, thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài. Nhờ xây dựng thương hiệu một cách bền vững mà giá trị của cây bưởi đã tăng lên nhiều lần, đem lại thu nhập cao cho người nông dân, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ được coi là thủ phủ bưởi da xanh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên địa bàn xã có hơn 200 hectare bưởi da xanh. Để bưởi có đầu ra ổn định, cạnh tranh bền vững trên thị trường, 5 năm trở lại đây, các nhà vườn trồng bưởi dần hướng đến tiêu chí hữu cơ với hệ thống tưới nước tự động, sử dụng vật tư nông nghiệp vi sinh. Gia đình anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thời gian mới chuyển đổi phương thức canh tác hữu cơ, năng suất có giảm. Tuy nhiên đến nay, vườn bưởi đã ổn định, cây khỏe mạnh, xanh tốt, ít sâu bệnh. Hiện sản lượng bình quân mỗi vụ của gia đình anh khoảng 75 tấn. Trong 5 hecta, giá bán luôn được thương lái thu mua cao hơn các vườn bưởi truyền thống khoảng từ 5.000 đồng 1 kg, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng một năm. Định hướng theo sản xuất hữu cơ thì nó cũng có ưu nhược điểm. Thì nói chung là cái ưu điểm của nó thì là cho ra một cái sản phẩm rất là sạch, an toàn cho người sử dụng. Và thứ hai cái nữa là sức khỏe của người sản xuất nó cũng rất là tốt, nó không ảnh hưởng nhiều. Cái thứ ba nữa là cái chi phí sản xuất đó, nó cũng tương đối giảm so với cái sản xuất hóa học. Bà Rịa Vũng Tàu có 1.163 hectare bưởi, sản lượng ước đạt 4.500 tấn một năm. Diện tích trồng bưởi tập trung tại thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức với chủ yếu là bưởi da xanh. Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo tổ chức sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ. Mới đây, theo công bố của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bà Rịa Vũng Tàu có 4 vùng trồng bưởi da xanh, được cấp mã số vùng trồng bưởi tươi đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ, tập trung ở thị xã Phú Mỹ với tổng diện tích 68 ha. Tôi nghĩ nếu mà chúng ta có những cái sản phẩm hữu cơ, đối với những cái sản phẩm nông sản mà đặc thù của tỉnh, đó, mà thứ nhất là làm theo hữu cơ hoặc là tiến tới chứng nhận hữu cơ, thì tôi nghĩ cái sản phẩm này sẽ được người tiêu dùng chấp nhận và tôi nghĩ sẽ làm tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục thiết lập và quản lý mã số vùng trồng xuất khẩu cho sản phẩm bưởi da xanh ra toàn tỉnh nhằm mở rộng vùng nguyên liệu an toàn, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm bưởi da xanh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Dòng chảy cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Theo phản ánh của người dân, từ khi mỏ than Núi Hồng hoạt động, cuộc sống của họ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Người dân nơi đây mong muốn sớm được chuyển đến nơi khác ở an toàn hơn. Nội dung này sẽ có trong mục Tiêu điểm Dòng chảy ngày mai. Kính mời quý vị chú ý đón xem.